xanh như đôi ta còn trẻ, lá trên cành như thanh xuân gọi ta đã còn trẻ. Cuộc đời dài dòng biết bao ta còn khỏe, hãy sống mãi thanh xuân này. Vinamilk Super Vango mới với canxi và collagen thủy phân cho xương khớp chắc khỏe, bổ sung omega 3 DHA và blanserol cho trái tim khỏe. Thanh xuân về Vinamilk Super Vango mới, xương khỏe tim trẻ đầy sức thanh xuân. Tối nay ăn cơm thịt kho trứng nha mẹ. Thịt phải tươi, ướp phải thấm, kho cả tiếng, làm sao đây? Đừng lo, đã có thịt kho trứng nấu sẵn bếp Việt. Wow. Làm từ thịt sạch Meat Deli tươi ngon, thấm đều gia vị. Kho kỳ công cho thịt và trứng thơm mềm đượm vị, quyện sánh đậm đà. Một phút con ơi. Ngon quá mẹ ơi, cho con chén nữa. Thơm mềm thật. Từ nay nhà mình dùng thịt kho trứng bếp Việt cho ngon, cho nhanh. Camila nhé. Tuyệt nhất, xua tan ngày nắng, vị ngon không thể cương lại. Nước ép trung biển từ tinh chất trung biển tự nhiên hòa quyện cùng hương vị trái cây chín mộn tươi mát, thật sự khác biệt. Với vị bon bon và chanh leo mới lạ cùng nhân dừa giòn dai, Camila cho vị ngon cực lạ cực cool. Camila nha. Wow, Camila kìa. Nước trong biển ép Camila, vị ngon cực lạ từ trong biển. Một hộp dụng cụ đa năng thế hệ mới, trang trí cả căn nhà. Đó chính là hộp dụng cụ đa năng VV đầy mạnh mẽ. Khoan ván, khoan tường, lắp rèm cửa, lắp đèn, lắp bàn, lắp tủ, lắp kệ, treo khung hình. Có thể nói đó là hộp dụng cụ nhanh gọn tiện lợi. Không cần tốn tiền mời thợ về, không cần tốn thời gian ngồi chờ, không cần tốn nhiều công sức. Đồ mới lắp ráp ngay sẽ tiết kiệm thời gian tiền bạc, không tốn sức, đồng thời còn phát huy sức sáng tạo của chúng ta. Muốn căn nhà trở nên đẹp đẽ gọn gàng hơn, bạn không thể thiếu hộp dụng cụ VV. Bất cứ là người nội trợ thông thường nào cũng sẽ trở thành nhà trang trí nội thất. Cuộc sống của bạn, bạn tự làm chủ, muốn ráp thế nào là ráp thế đó. Hộp dụng cụ đa năng VV sinh ra để trang trí cho gia đình bạn. Máy khoan 15cm, nằm gọn trong tầm tay. Thiết kế không dây, tiện mang theo. Có thể xoay theo chiều thẳng, dễ thao tác. Lắp hay ráp chỉ trong một lần bấm. Nó có thiết kế đèn LED, giúp bạn thấy rõ hơn khi sử dụng. Có 44 phụ kiện, khoan lỗ, vặn ốc vít, dù tháo hay ráp đều dễ dàng trong một lần bấm. Còn cung cấp thêm ống nối chỉ có ở VV, có thể đáp ứng yêu cầu về mọi góc độ. Nhìn xem, muốn khoan ván hay khoan cây, chỉ cần bấm nút trong 10 giây. Vặn ốc vô, tháo ốc ra, thao tác bằng một tay trong 10 giây. Hộp dụng cụ đa năng VV, bộ dụng cụ không thể thiếu cho mỗi gia đình. Cho dù bạn mới dọn nhà, hay trang trí lại, hay là bảo trì thường ngày, đều vô cùng tiện lợi, tha hồ cho bạn sáng tạo theo yêu cầu mà bạn mong muốn. Có hộp dụng cụ đa năng VV, trang trí cả căn nhà, tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức ngoài sức tưởng tượng của bạn. Gọi điện đến đặt hàng ngay bây giờ, bạn sẽ có bộ dụng cụ gồm 44 phụ kiện với giá sốc bung nóc. Niềm vui còn nhân lên khi chúng tôi tặng kèm thêm một máy bơm hơi đa năng, có thể bơm bóng, bơm xe đạp, bơm xe gắn máy. Cho dù là bơm xe hơi, chỉ cần đạp vài cái là ok. Nó gọn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi khi sử dụng, để được trong cốp xe. Chỉ với hộp dụng cụ đa năng tiện dụng, bạn sẽ trang trí được cả căn nhà. Kết hợp cùng quà tặng máy bơm đa năng, thời gian ưu đãi có hạn, nhà nhà cần, người người dùng. Còn chần chừ gì nữa mà không liên lạc ngay với chúng tôi. Các bạn nhìn xem, tất cả mọi thứ trong nhà đều do chính tay chúng tôi lắp ráp. Sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, chúng tôi không còn tốn tiền cho việc trang trí lại nhà cửa. Sau khi có hộp dụng cụ VV, đồ đạc trong nhà bị hư đều do chính tay tôi sửa lại, không khác gì là mua mới vậy. Số khung tranh này do chính tay hai mẹ con thiết kế đó. Yeah! Hộp dụng cụ đa năng trang trí cả căn nhà, đó chính là hộp dụng cụ VV đầy mạnh mẽ. Trước kia trang trí sửa chữa phải tốn tiền mời thợ về, thậm chí phải hẹn giờ giấc. Sau khi có hộp dụng cụ VV, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, thậm chí không cần tốn đồng nào. Trước kia tháo ráp tủ bếp cần phải chuẩn bị một đống dụng cụ như mỏ lết, ốc vít, tua vít, máy khoan cồng kềnh, dây điện rườm rà. Những con ốc không cùng quy cách phải cần đến nhiều cái mỏ lết khác nhau. Sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV 44 phụ kiện đủ mọi quy cách, đáp ứng tất cả nhu cầu lắp ráp. Trước kia muốn lắp ráp thứ gì phải đóng đinh rồi khoan lỗ, cần phải mời thợ chuyên nghiệp về nhà làm. Sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, các bà nội trợ cũng thành chuyên gia trang trí nội thất. 10 giây khoan lỗ, 10 giây lắp ráp, nhanh chóng không tốn sức, cuộc sống thăng hoa.
Bây giờ mời các bạn theo dõi, sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, nhà bạn sẽ có sự thay đổi thế nào? Phòng ngủ có thể làm kệ treo áo hay treo nón. Nhà bếp có thể làm giá treo dụng cụ nấu bếp. Phòng khách có thể treo tranh tường, đồng hồ. Phòng ăn có thể lắp ráp bàn ăn, bàn trà, kệ tivi. Phòng tắm có thể lắp ráp hộp xà bông, hộp giấy vệ sinh. Ngoài ra còn có thể trang trí thêm tranh ảnh. Tất cả mọi công việc có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Đây chính là hộp dụng cụ đa năng VV đầy mạnh mẽ. Đừng ngại trang trí phải tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức. Có VV, trang trí không tốn một đồng nào, còn chần chờ gì nữa. Đừng nói phụ nữ không biết trang trí nhà cửa. Sau khi có VV, mọi công việc đều trở nên đơn giản. Các bạn xem, tôi cũng trở thành nhà trang trí nội thất rồi. Đã lớn tuổi rồi, muốn có chỗ ở thoải mái hơn, sau khi có hộp dụng cụ đa năng VV, nhà tôi có thể trở nên mới hơn khi cần. Không cần chờ đến lúc trang trí mới nghĩ đến mua dụng cụ. Hộp dụng cụ đa năng VV có thể mua bất cứ lúc nào. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi nào. Gọi điện đến đặt hàng ngay bây giờ. Bạn sẽ có bộ dụng cụ gồm 44 phụ kiện với giá sốc bung nóc. Niềm vui còn nhân lên khi chúng tôi tặng kèm thêm một máy bơm hơi đa năng, có thể bơm bóng, bơm xe đạp, bơm xe gắn máy. Cho dù là bơm xe hơi, chỉ cần đạp vài cái là ok. Nó còn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi khi sử dụng, để được trong cốp xe. Chỉ với hộp dụng cụ đa năng tiện dụng, bạn sẽ trang trí được cả căn nhà, kết hợp cùng quà tặng máy bơm đa năng. Thời gian ưu đãi có hạn, nhà nhà cần, người người dùng. Còn chần chờ gì nữa mà không liên lạc ngay với chúng tôi. Một hộp dụng cụ đa năng trang trí cả căn nhà. VV. Thank you.
mờ cho tiết dịch, khiến sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Thuốc nhỏ mắt Viroto Vitamin với vitamin E, B6, natri, kali hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực. Công dụng Viroto Vitamin cho người tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Vienna sexy mới, thiết kế smart fit tự động nâng lên, ôm theo cơ thể, ngăn thấm nang, khô thoáng tức thì để con gái khám phá chân trời mới lạ. Thoáng trong da Vienna sexy. Anh em đang căng sức, bị cơn đói kéo nhũn cả cơ. Cô em sexy trên điệu nhạc chất, bị cơn đói kéo đơ cả người. Đám trẻ nhỏ đang chơi, bị đó là hết hơi. Nay đã có pony, nay đã có pony. Xúc xích pony, 88% thịt. Xúc xích pony, 88% thịt. Xúc xích pony, 88% thịt. Đói mệt, hãy dùng xúc xích pony, 88% thịt. Giới thiệu pony mới, mực một nắng thơm ngon. New me discover with Yamaha. What are you waiting for? A moment you never thought would come. What are you searching for? A new me to discover. We can go where we want to. Something's waiting for you. Yamaha Genesis. Yamaha hỗ trợ khách hàng mùa dịch tặng ngay 2 triệu đồng tiền xăng khi mua xe ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam. Yamaha Grande, Genesis và Latte.